Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung phân bố số cây theo mục đích sản xuất và mục đích phòng hộ. Ở nội dung này thì sẽ có đặc điểm của rừng tái sinh, tổ thành tầng cây tái sinh và phẩm chất nguồn gốc của cây tái sinh. Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao. Và quy luật phân bố cây tái sinh trên mặt đất. Mật độ tái sinh và mật độ cây tái sinh triển vọng. Phân bố cây tái sinh triển vọng theo mục đích sản xuất và mục đích phòng hộ. Việc xác định tỷ lệ cây mục đích là rất cần thiết. Đây là một trong những cơ sở thiết thực để xác định khả năng phục hồi của rừng và cũng là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh vào rừng. Chọn loại cây mục đích, chọn cây mục đích phục hồi rừng và phát triển rừng là lựa chọn loại cây phù hợp với mục đích kinh doanh, phù hợp với điều kiện lập địa và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Dựa vào quy định của những loài cây dùng để trồng rừng và phát triển lâm nghiệp cho các vùng sinh thái trong cẩm nang ngành lâm nghiệp, hiện tại đã xác định được một loại cây mục đích cho quá trình phục hồi và phát triển rừng tại địa phương là những cây gỗ lớn vừa có giá trị kinh tế vừa có giá trị phòng hộ, với rừng sản xuất gồm những loại sau: chám trắng, táu, liêm xanh, xế mật, xè vàng. Bảng 1.8 là phân bố số cây theo mục đích sản xuất. Xã Tuấn Đạo được quy hoạch là rừng sản xuất với mật độ cây mục đích bình quân đạt 408 cây trên ha, biến động từ 200 đến 550 cây trên ha với bình quân là 67,13%, dao động từ 42,55 đến 92,59%. Mật độ cây bạn và cây phi mục đích là 188 cây trên ha, biến động từ 40 cây đến 300 cây trên ha, bình quân chiếm 32,87%, dao động từ 7,41% đến 57,45%. Còn ở xã An Châu, thuộc đối tượng rừng phòng hộ, mật độ cây mục đích đạt 449 cây trên ha, biến động từ 380 đến 610 cây trên ha. Còn ở xã An Châu thuộc đối tượng rừng phòng hộ, mật độ cây mục đích đạt
449 cây ha, biến động từ 380 đến 610 cây ha, bình quân đạt 60,84%, dao động từ 50% đến 81,36%. Mật độ cây bạn và cây phim tích đạt 298 cây trên ha, dao động từ 50% đến 81,36%. Mật độ cây bạn và cây phim mục đích đạt 298 cây trên ha, dao động từ 110 đến 440 cây trên ha, bình quân đạt 39,16%, dao động từ 18,64 cho đến 50%. Đặc điểm tái sinh rừng. Tái sinh là kết quả phục hồi lại thành phần cơ bản của rừng, chủ yếu là loài cây rỗ, cây gỗ dễ tán rừng, đảm bảo cho rừng tồn tại phát triển liên tục. Tái sinh rừng là một quá trình sinh học mang tính đặc thù của hệ sinh thái rừng, là một trong những quá trình quan trọng nhất của động thái rừng. Biểu hiện của tái sinh rừng là xuất hiện của lớp cây còn dưới tán rừng hoặc trên đất còn tính chất đất rừng. Lớp cây này sẽ dần dần thay thế lớp cây rừng thành thục, già cỗi nhờ quá trình khai thác hoặc do quá trình đào thải tự nhiên. Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng có ý nghĩa quan trọng, từ đó định hướng đưa ra các biện pháp lâm sinh thích hợp tác động vào rừng nhằm mục đích phục vụ con người. Thank you.
Thank you.
thành cây tái sinh sẽ là tổ thành từng cây cao của rừng trong tương lai. Nếu như tất cả các điều kiện sinh thái thuận lợi cho cây tái sinh phát triển, tổ thành giống cây tái sinh chịu nhiều ảnh hưởng của tầng cây cao do cây mẹ trực tiếp gieo giống tại chỗ. Tổ thành cây tái sinh có ý nghĩa sinh học là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tính ổn định, bền vững, đa dạng của cây rừng. Mối quan hệ giữa các loài với nhau, giữa chúng với môi trường xung quanh, do đó công thức tổ thành có nhiều điều chỉnh tổ thành để phù hợp với mục đích kinh doanh và phòng hộ lâu dài. 4.10 là công thức tổ thành cây tái sinh tính theo số cây.
xét tổ thành của từng cây tái sinh, các của các OTC tổ hai xã ít có sự biến đổi, hầu hết sống với tổ thành từng cây cao, nhưng số lượng loài tham gia vào công thức tổ thành là không lớn và còn có sự khác biệt về số tổ thành của các loài cây tái sinh so với các loài cây ở tầng cây cao. Cụ thể, tại xã Tuấn Đạo, số loài tham gia vào tầng cây tái sinh từ 8 đến 16 loài. Trong đó, các loài tham gia vào công thức tổ thành chủ yếu là các loài cây ưa sáng như dung giấy, máu chó, ba gạc, vốn thuốc. Bên cạnh đó, cũng có thể thấy xuất hiện loài cây chịu bóng, giá trị kinh tế cao như là rẻ, chám, dè vàng, nhưng chỉ số của loài cây này trong công thức tổ thành là chưa lớn. Tại xã An Châu, số loài tham gia vào tầng cây tái sinh từ 10 đến 16 loài trong công thức tổ thành chiếm tỷ trọng lớn là các loài cây chịu bóng như là liêm xanh, rẻ, chám trắng. Ngoài ra vẫn xuất hiện một số loài cây ưa sáng với tỷ trọng thấp như là thẩu tấu, vối thuốc. Tại đây đã có sự thay thế dần tổ thành những loài cây ưa sáng hoặc nhanh và những loài cây chịu bóng thời gian đầu sống định cư. Nhìn chung, từ kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần và số lượng loài cây tái sinh của các lâm phần tại hai xã khá đa dạng và phong phú, bao gồm các loài cây ưa sáng mọc nhanh và một số loài có giá trị kinh tế một số lượng không lớn. Mặt khác, những loài cây tái sinh chủ yếu tham gia vào công thức tổ thành tái sinh cây hầu hết có giá trị kế thừa của các loài tham gia trong công thức tổ thành cây cao. Điều này cho thấy nguồn giống tái sinh chính là cây mẹ gieo giống trong lâm phần.
Thank you.
phẩm chất và nguồn gốc cây tái sinh. Phẩm chất và nguồn gốc cây tái sinh là những chỉ tiêu quan trọng quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rừng, tới tốc độ hình thành lên quần xã thực vật rừng trong tương lai. Nếu lâm phần nào mà có số lượng cây tái sinh phẩm chất tốt chiếm tỷ lệ lớn thì tốc độ hình thành lên quần xã thực vật rừng trong tương lai sẽ nhanh hơn so với lâm phần số lượng cây tái sinh có phẩm chất tốt chiếm tỷ lệ thấp. Nguồn gốc cây tái sinh quyết định đặc điểm và tính chất của trạng thái. Trong tương lai, tái sinh chồi thì sẽ đảm bảo cho cây con thuộc quần xã thực vật duy trì được đặc tính di truyền của cây bố mẹ, nhưng nhược điểm của nó đây là quá trình sinh trưởng phát triển diễn ra ngắn, nhanh già cỗi. Tái sinh hạt tạo nên một quần xã thực vật có độ trẻ hóa cao, nhưng thời gian hình thành lên quần xã thực vật kéo dài. Mỗi một hình thức tái sinh có những ưu nhược điểm khác nhau, do đó mỗi điều kiện lập địa sẽ có hình thức tái sinh phù hợp. Trên cơ sở thu thập xử lý kết quả có bảng đánh giá phẩm chất nguồn gốc tái sinh ở bảng 4.11.